xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay, ngày 2 tháng 7, bão số 1 đã đi vào đất liền khu vực phía đông bắc bán đảo Lô Châu của Trung Quốc. Lúc 16 giờ, thì vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 320 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp 11, giật cấp 13. Dự báo là trong 12 giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ sẽ đi được khoảng từ 10 đến 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống là ở dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của dìa phía Tây Báo số 1 trong chiều tối và đêm nay, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh khu vực phía đông bắc vịnh Bắc Bộ sẽ có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Và từ ngày mai, gió bão sẽ giảm dần. Trở lại với diễn biến thời tiết trên đất liền, như vậy là bão số 1 đã đổ bộ trên đất liền phía đông bắc bán đảo Lô Châu của Trung Quốc, sau tiếp tục suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên, thì hoàn lưu xoáy áp thấp suy yếu từ cơn báo khả năng sẽ gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là phía đông của bắc bộ trong đêm nay và ngày mai dự báo khu vực sẽ có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80 mm riêng khu vực đông bắc có nơi trên 100 mm kèm theo đó là hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh đi kèm cho cơn rông nên người dân khu vực cũng cần phải hết sức đề cao cảnh giác về nhiệt độ ngày mai các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất ở dưới ngưỡng là 34 độ. Còn với khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, ngày mai tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Đối với trung bộ ngày mai nắng nóng sẽ nhanh chóng quay trở lại với các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống cho đến Phú Yên, Khánh Hòa, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 35 đến 37 độ cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Độ ẩm dao động từ 50 đến 60%, thời gian nắng nóng trên 35 độ là từ 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp ngày hôm nay của Đài truyền hình kết thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.